Đây hôm nay em phụ thuộc cái con cuối cùng của cái 7390 con này nó nhập về nó thùng to này em ạ. Bình thường ấy nó thùng rất là bé. Thùng của con này nhập về nó to như này. Nó đóng gói như này. Nó to luôn. Nguyên liệu phòng cái này là mua ở trên Bell, website của Bell là mấy chục đô, 60-70 đô. Cái này là bao nhiêu, mà nhìn bao nhiêu ạ? 13. Con này là brand new đúng đấy. Đấy, con hàng nguyên niêm phong đây, đấy là thùng ngoài thôi, thùng nguyên vật chính ở đây. Ồ, đúng. Cái lọ này em đang muốn dở, đây là cái sạch. Đâu. Bao giờ bàn giao xong hết mọi cái không bán tiền được, không bán ra được không tiền, chứ không phải bắt cui ra là bắt buộc phải trả tiền. À, tức là con này chưa ai xem đấy. Đúng rồi. Đây là mới đấy. Không là origin đấy. Đây nó sửa bọc đi đâu. Nó móc đi. Anh tư vấn anh làm bên IT à? Anh tư vấn dòng này là dòng quốc của ấy. Con này cũng gọn nhỏ nhé. Con này mà em đặt ở website Dell về thì giá chắc phải tầm 28-29 triệu. Nhưng mà con này đúng là nhìn trông nhẹ nhàng nhỉ. Nó cũng không bị gồ ghề nhỉ, không bị to cồng kềnh. Nhẹ có nhẹ một khoảng 1/2 thôi mà, cầm vào xem rất là nhẹ. Nhẹ đúng không? Nhẹ. Mềm đúng không? Chất bệnh từ từ chắc giới thiệu. Cổng bên này là một cổng USB, một cổng Thunderbolt, HDMI, cổng sạc. Sau này cũng có sự kiện. Bàn lề này rất là vững, dài, bọc loại. Bên này con này có khe cắm sim, khe cắm sim này, sim này kết nối 3G, 4G này, USB này, cạc mạng, đầy đủ các cổng, khác hẳn cái dòng XPS ngoài kia đang khui. Nó là dòng cho nó ít cổng, con này đầy đủ các cổng, đảm bảo mỏng nhẹ mà rất là bền. Con này coi 7 8. Đây, em đọc số sơ vi tác ngoài thùng. Sơ vi tác có 7 số anh chỉ luôn. Đây, đây, đây. Đây cái số đây. Đấy, đọc số đây. Sơ vi tác là HGSVL13. Đấy, em xem này. Đúng chưa? Đấy, cái thùng này đi với nhau. Thank you.
con 73 90 này mình đã làm các bạn đã ghép nào chưa? À, con này có win em chưa làm được. Con này có win bản quyền không? Gì cơ? Con này có đi cùng win bản quyền không? Win cái mặt quyền, mặt quyền cũng 10 pro luôn. À đấy ạ. Để chơi xem, kiểm tra xem này. Nếu có rồi thì không, không phải làm. Con này là 1x13 đúng không anh? Đây cái số này nãy rồi đấy. Cái số cái đấy nè, đây cái số này trong vòng bài ốt này, một số đúng số đấy khác rồi. Cấu hình máy này. Máy như vậy này. Bên này của nó cái mật quyền nó lén, bây giờ mới bung. Thôi giới thiệu đến thôi. Xin chào và cảm ơn.